Vâng, xin chào quý vị khán giả. Hôm nay tôi có đến với Phúc Hòa, Tân Yên, Bắc Giang, đến với câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật Tân Yên Thế. Đây là một câu lạc bộ kết hợp giữa Tân Yên và Yên Thế. Hôm nay anh em kỷ niệm 10 năm ngày thành lập câu lạc bộ cây cảnh Tân Yên Thế. Đây là cái không gian tổ chức sự kiện ở trong một sân của nhà máy. Và bây giờ chúng ta sẽ di chuyển ra khu vực trưng bày cây cảnh, đi xem những cái cây cảnh nghệ thuật được bày trang trí ở đây. Chào chú nhé. Chúng ta đi xem cây phôi một chút. Đây là một trong những cây phôi đẹp đang làm chi dăm. Xanh mini của Giang Trần, Giang Việt Yên. Cây cũng khá già nhé. Vâng, đây là một cây xanh Nam Điền. Cây này chưa dám tuốt lá bởi vì sợ cháy nắng. Thân hình co lắc khá đẹp nhé. Vâng, đây cũng là một tác phẩm xanh Nam Điền được trồng trên chiếc chậu tàu khá điệu. Đây là bộ ba cây xanh Nam Điền được trồng trên ba chiếc chậu tròn, đều là những cây già tuổi chậu. Trực liên chi. Anh em mình rửa vào ra lũ bắt tay ngay. Anh ơi, ghé đây chị. Ba cây này của anh Trần Hữu Hiệp ở Bố Hạ. Cây già khô nhá. Đều là ba cây trực cả. Vâng, đây là cây thứ tư cũng của anh Hiệp nhá. Giờ anh Hoàng còn nhiều tiền hơn. Hay lắm. Những câu lạc bộ tổ chức trưng bày cây cảnh dịp này còn khá nắng, cho nên một số cây mà chưa đủ độ già anh em cũng ngại để tuốt lá. Điện hay không ạ? Hoàng tôi sẽ lướt qua một lượt để chúng ta cùng xem được những cái cây cảnh nghệ thuật ở đây.
Đằng đây là một cây xanh cổ, cây rất già nhá. Sinh tụ phát lộc Hoàng Văn Cường. Đặc biệt cây này có một cái khối u, cái nu lên nhìn như một bộ não của nhà khoa học Einstein. Vâng, tôi cứ nói như vậy thôi, tùy anh em nhá, nhận xét và đánh giá. Và đây là tác phẩm xanh cũng khá già, lối dáng tự nhiên dáng làng nhiều rễ. Khi qua ống kính chúng ta xem và chúng ta nhận xét. Bởi vì trong một khu trưng bày cây cảnh nghệ thuật cũng sẽ có những cây đẹp và những cây chưa đạt. Thế nhưng mà tôi cũng ghi hình hết. Đây là một cây làm theo lối trước đây của các cụ, vẫn phóng khoáng, tay cành bay xa, nhìn khá điệu. Đây là một cây có form quốc tế, bởi vì cây quốc tế không có cây nào là cây cục cả, đều có dáng thế thân hình rõ ràng. Còn tôi sẽ đi lướt qua những hàng cây để chúng ta cùng xem và nhận xét. Đây là một cây xanh Nam Điền bán đá. Tác phẩm Si. Một tác phẩm xanh trực liên chi. Ở góc này có một cây hoa giấy dáng khá điệu, cây già. Chào Giang nhé. Có ai cây đẹp nhỉ? Dáng điệu đẹp. Bonsai 86. Chào nhé. Vâng, chúng ta sẽ đi qua những cây khác. Cây này bẻ rễ tràn chậu, cũng là cây tuổi chậu. Trong cây cảnh mỗi cây một vẻ. Nhìn chung đều là những cây có chất khá già, thân hình đẹp. Cây này có cái gốc bẹ và thân khá độc đáo. Vâng, đây là một cây si búp hồng sen, cũng khá già. Da vỏ đã chuyển màu trắng, dạng thân dây. Cây bằng lăng tím. Một cây xanh Nam Điền dáng trực, nhìn cũng khá thú vị. Ở đây có một số những cây ba vai nhỏ. Đây
Vâng, không khí tiếp khách bên trong hội trường rất đông vui. Vâng, và kính thưa tập thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng là tất cả các anh em trong câu lạc bộ khi cảnh được mặt và tất nhiên quý vị mến. Đây là một cây phôi có rất nhiều nu. Một phôi khá đẹp. Ở đây có một cây xanh Nam Điền dáng khá điệu nhá. Thân pháp cũng đẹp, có lắc bẹ lớn. Và đặc biệt cái chất lá rất đẹp, form điệu, bồng bềnh, chất lá rất đẹp. Vâng, đây là cây xanh trực của chủ sở hữu Kỳ Kiều Song Vân, của anh Kỳ. Chúng ta cùng đi qua một tác phẩm duối, một cây duối khá điệu. Đặc biệt cây duối thì có cái lá xanh quanh năm, răm rất dày. Vâng, nhìn mãi mới nhận ra đây là cây trà tước. Cây trà tước này có bộ răm rất dày. Và đặc biệt cái dòng này cũng rất khỏe nhá. Chơi cũng có nét độc đáo. Vâng, chúng ta cùng xem một cây xanh có cái dáng điệu trực mà có tay bay, thân pháp khá điệu. Đây cũng là một tác phẩm xanh Nam Điền. Vâng, tôi nhìn cây này nó khá vui mắt, độc đáo. Đây là một trong những tác phẩm xanh Nam Điền ba thân, côn cây, gốc to, gốc bồ, ngọn chỉ nhá. Nhưng nó có ba cái thân, sắp xếp rất là đẹp, nghệ thuật. Khá độc đáo. Ở góc này chúng ta thấy một cây xanh Nam Điền dáng trực, rất sạch sẽ, cây rất sạch, bẹ lớn, côn cây. Khá đẹp. Bây giờ chúng ta cùng sang xem những cây tiếp theo. Một tác phẩm xanh Nam Điền bám đá. Cây này ba thân nhưng mà có hai cái thân bên cạnh này, vị trí khá độc đáo nhé. Rất tinh tế trong làm cây, biến một cái tay thành cái thân, quay từ góc sườn bên này đảo về. Đây là một cây khá điệu và đẹp.
Đây là một tác phẩm đẹp. Khi bộ râm được làm dày dặn rồi thì đây sẽ trở thành những tác phẩm nghệ thuật. Một cây dối nghệ thuật tay bay xà rất điệu, kết hợp tiểu cảnh. Một cây xanh khá già ôm đá, bởi vì đây là quy mô của câu lạc bộ cho nên chúng ta xem chúng ta cũng thông cảm, bởi vì anh em có những cây. Vâng, cây phôi Nam Biển khá đẹp, chúng ta có thể xem qua những cây khác. Chúng ta còn là các cây cảnh lưu ý của mình. Xin mời chúng ta cùng trở về với những bản kiến thức điện trà đẹp. Và lát nữa chúng ta sẽ được đây là một cây si. Tiếp theo, chúng ta sẽ kính mời để chương trình khai mạc kỷ niệm của chúng ta được thành công nữa. Kính mời trở về quý vị. Chúng ta xem qua những cây trong bên trong những cái hàng này nhá. Vâng ạ, chúng ta sẽ đến vì quý vị đến là tờ hoàng đạo của câu lạc bộ đã đến phát thể một lần nữa. Xin được kính mời với toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý, chúng ta cùng uống nước ăn kẹo và cùng cùng với những người để chương trình khai mạc kỷ niệm 15 ngày thành lập của hội. Xin phép chính thức được bắt đầu. Vâng, một cây xanh Nam Điền kết hợp tiểu cảnh, dáng khá điệu. Đây cũng là một cây xanh Nam Điền dáng nghệ thuật nhá, được trồng trên chiếc chậu cũng khá độc đáo. Vâng, thân pháp rất nghệ thuật. Và tôi sẽ chuyển sang cây tiếp theo. Một cây trực liên chi già. Đây cũng là một cây xanh Nam Điền già tràn chậu. Một cây túc. Một cây túc khá già nhá. Bộ bẻ cũng tràn chậu. Trong cái mát không quạt mà nó ấy hơn. Vâng, một cây xanh già cổ được cắt để làm lại. Anh em nào mà đi săn tìm những cây phôi và cây đang làm dở thì những cây như này rất hợp lý. Cây của anh Khoa Phúc Hòa nhé. À, chào bạn nhé. Mình đang bận đi. Vâng, chúng ta xem qua những hàng cây. Ông Đỗ Minh Nhật, chủ tịch Hội Sinh vật Cảnh Việt Tân Yên, một tràng tay thật lớn để chào mừng các đại biểu các bạn. Công an những một cây san trái già, thân pháp khá điệu. Và chúng ta được đón nhận rất nhiều tình cảm yêu thương của các anh trong câu lạc bộ của các huyện gần gần. Có rất nhiều các huyện của chúng ta ngay từ trở về đây. Và chúng ta cũng nhiệt liệt chào mừng tất cả các anh ạ.
Xin được trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị. Vâng, hàng cây nhỏ. Đại biểu quý vị nhé, quý kính mến. Một số những cây nhỏ. Đây là cây si búp hồng sen nhé. Kỷ niệm 15 ngày thành lập của hội. Một cây đang làm. Chúng ta sẽ cùng đến với ý kiến phát biểu của chủ tịch chủ nhiệm câu lạc bộ ân Nguyễn Văn Lý sẽ lên sân khấu. Cây xanh cổ này ra thân hình co lắc khá đẹp, nó vẫn giữ một cái phong cách, một cái form độc đáo, có tay bay tay hồi, trầm bổng đều có và rất già. Vâng anh. Ông Đỗ Minh Mục, chủ tịch hội sinh vật cảnh huyện Tân Biên cũng có đôi lời phát biểu cảm tưởng, và chúng ta nhiệt liệt chào mừng ông bằng một tràng pháo tay thật rộn rã đúng không ạ? Vâng, còn khá nhiều cây, nhưng mà tôi sẽ đi lướt qua một lượt để chúng ta cùng xem nhé. Thời tiết đang rất nắng. Vâng, chúng ta xem qua một cây phôi già, nhìn ra cũng chun sụn, khá độc đáo. Của Nguyễn Văn Trung ở Lạng Giang. Vâng, tôi xin dừng video clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chân thành cảm ơn.